Sau 3 tháng với nhiều thử thách, tối nay, ngày 7 tháng 12, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 diễn ra tại Nha Trang, Khánh Hòa. 44 thí sinh cùng xuất hiện lộng lẫy trên sân khấu với màn chào sân đầy ấn tượng. Ngay sau đó, top 15 được công bố tiếp tục trình diễn bikini, dạ hội, ứng xử để tìm ra người xứng đáng nhất cho chủ nhân chiếc vương miện. Đây là thay đổi khá mới, đúng chuẩn quốc tế để tăng thêm kịch tính cũng như sự hấp dẫn dành cho khán giả. Vượt qua 44 cô gái, Nguyễn Trần Khánh Vân xuất sắc trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và cô cũng sẽ là người đại diện cho quốc gia dự thi Miss Universe 2020. Hành trình hơn 3 tháng tranh tài của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã đi đến chặng đường cuối cùng với ngôi vị cao nhất thuộc về Nguyễn Trần Khánh Vân, sinh năm 1995, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, Nguyễn Trần Khánh Vân luôn hoàn thành tốt mọi thử thách và được đánh giá là một trong những thí sinh sẽ làm nên chuyện tại mùa giải năm nay. Do đó, chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 thuộc về cô cũng thuyết phục số đông khán giả. Khánh Vân đến từ thành phố Hồ Chí Minh với số đo lý tưởng là 83, 60 và 90. Cô sinh năm 1995 và có lợi thế về chiều cao 1m75. Trong khoảnh khắc đăng quang được ghi lại, Nguyễn Trần Khánh Vân không thể giấu được hạnh phúc, đội trên đầu chiếc vương miện quý giá, tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sạ những bước catwalk đầu tiên trên sân khấu với cương vị mới và liên tục rơi nước mắt vì xúc động. Khoảnh khắc này đã trở nên vô cùng ý nghĩa không chỉ riêng Khánh Vân mà còn với toàn bộ khán giả đã theo dõi cuộc thi, ủng hộ tân Hoa hậu suốt hành trình vừa qua. Hoa hậu là Nguyễn Trần Khánh Vân, Á hậu 1 là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên và Á hậu 2 là Phạm Hồng Thúy Vân. Đây được coi là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt 3 tháng tranh đấu của các nàng hậu. Nguyễn Trần Khánh Vân nhận câu hỏi từ trưởng ban giám khảo Võ Thị Xuân Trang. Cô được yêu cầu giải thích câu nói, của cho không bằng cách cho. Cô trả lời, khi là làm một việc gì đó thì món quà không cần quá lớn nhưng phải từ tinh thần. Tôi có thể cho đi món quà nhỏ nhoi nhưng tràn đầy yêu thương. Tôi hy vọng sẽ lan tỏa được điều này tới mọi người. Cô trả lời. Với phần ứng xử cuối cùng, top 3 nhận được chung một câu hỏi. Hãy thuyết phục vì sao bạn xứng đáng trở thành Hoa hậu. Và Khánh Vân trả lời. Có rất nhiều bạn có thể nói với ban giám khảo điều đặc biệt về mình để chinh phục ban giám khảo. Em chẳng có gì ngoài trái tim yêu thương. Em muốn lan tỏa điều này đến những người xung quanh. Đã qua thời kỳ Hoa hậu chỉ cần nhan sắc, các thí sinh ngày nay còn phải có khả năng ứng xử cùng trình độ học vấn ấn tượng. Điều đó được thể hiện qua số điểm thi đầu vào hay là thành tích có được khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cùng điểm lại những thành tích học hành của tân Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân để cho thấy tân Hoa hậu đã có khoảng thời gian học sinh cố gắng như thế nào nhé. Khánh Vân chính là cái tên sáng giá nhất đêm nay khi trở thành tân Hoa hậu của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Cô nàng cũng luôn là thí sinh được đánh giá cho vương miện năm nay khi cũng từng lọt top 10 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Trở lại với cuộc thi năm nay, cô cho thấy sự trưởng thành hơn về phong thái, trình diễn lẫn cách ứng xử. Người đẹp luôn nằm trong top thí sinh có hình thể đẹp, với đôi chân dài, chiều cao 1m75 cùng số đo bao vòng 83, 60 và 90. Khánh Vân là cựu học sinh của trường phổ thông trung học Lý Tự Trọng, thành phố Hồ Chí Minh. Cô nàng từng là một học sinh gương mẫu, chỉ tập trung vào việc học. Trước khi rẽ hướng các cuộc thi sắc đẹp, khi được bạn bè rủ rê tham dự cuộc thi Miss Áo Dài Nữ Sinh Việt Nam, người đẹp là cựu sinh viên ngành diễn viên kịch, điện ảnh của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Cô cũng từng tham gia diễn xuất trong một vài bộ phim như là Thiếu Gia Nhà Nghèo, Trại Cá Sấu. Trong một bài phỏng vấn, Khánh Vân chia sẻ rất thích học thiết kế thời trang và mong muốn một ngày nào đó sẽ tự tay thiết kế những bộ áo dài thật đẹp. Tân Hoa hậu liên tục rơi nước mắt khi nhận vương miện từ Hồ Henie, cũng như trong lúc bước những bước đi đầu tiên trên cương vị của một tân Hoa hậu. Mặc dù cuộc thi đã kết thúc, nhưng đây chỉ mới là khởi đầu của top 3 cô gái xinh đẹp và tài năng nhất. Ngoài ra, trong khuôn khổ cuộc thi cũng còn trao thêm những giải thưởng phụ như Người đẹp được yêu thích nhất trao cho Vũ Thị Hòa Liên, Người đẹp thân thiện trao cho Lương Ý Như, Người đẹp tài năng Nguyễn Ngô Hoàng Nhi, Người đẹp áo dài Nguyễn Trần Khánh Vân, Người đẹp biển Lê Hoàng Phương, Người đẹp thể thao Nguyễn Diana, Người đẹp truyền thông Phạm Hồng Thúy Vân, Người đẹp bản lĩnh Vũ Quỳnh Trang và cuối cùng Người đẹp thời trang Nguyễn Thị Hương Ly.